BTS công khai chuyện hẹn hò Jennie Blackpink, Jisoo có hành động xem thường. Chuyện hẹn hò của Jennie và V hiện một lần nữa gây xôn xao khắp cõi mạng khi giọng ca BTS có hành động công khai mặc áo của người yêu. Bên cạnh đó, fan cũng soi ra việc Jisoo có hành động xem thường BTS. Vào ngày 26 tháng 1, diễn đàn mạng Hàn Quốc Instiz xuất hiện bài đăng về việc Vi BTS mặc quần của thương hiệu Nihi. Người đăng bài OP đặt chú thích Ước gì anh ta vì chú ý tới ánh mắt của fan, dù chỉ chút xíu thôi, dù không thể thì cũng nên cố tỏ ra quan tâm đến người hâm mộ chứ, anh ta đang thể hiện quá rõ đấy. Cư dân mạng Hàn Quốc nhanh chóng nhận ra OP đang ám chỉ việc vi mặc áo từ thương hiệu do bạn gái tin đồn Jenny sáng lập, các bình luận top đầu ghi. Đây có phải hãng Jenny sáng lập không? Jenny còn có hãng thời trang riêng cơ à? Nó khá phổ biến với các fan Blackpink đấy, Jenny đã thành lập hãng với một người bạn. Có phải hãng của Jenny đâu trời, ai cũng biết đó là hãng của Jenny, có phải fan Blackpink đến cả những sự kiện pop-up cơ mà. Các thành viên trong nhóm và Jenny cũng mặc rất nhiều quần áo từ hãng đó. Chuyện gì thế này? Đó là quần từ hãng thời trang của bạn gái anh ta, thật lố bịch. Nihi ra mắt vào năm 2019 và khá nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ Blackpink, hãng chuyên về dòng quần áo trẻ trung, hợp thời trang với giá cả phải chăng. Sở dĩ có tin đồn Jenny đứng sau Nihi vì cô dường như rất tích cực lăng xê cho hãng. Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều idol K-pop thân thiết với Jenny như Rose, Lisa cũng từng đăng ảnh mặc quần áo của Nihi. Nghi vấn còn xuất phát từ tên thương hiệu, trong tiếng Hàn, Ni đọc là Ni có thể là sự kết hợp giữa các chữ cái cuối trong Jenny và Cha Hi, bạn thân của cô. Cha Hi thì thường xuyên du lịch, ăn uống với Jennie và cô cũng từng nhiều lần đăng những tấm ảnh chung với ảnh trên Instagram chính thức của hãng Nihi. Ngoài ra, website Nihi giấu tên nhà sáng lập, fan Blackpink suy đoán nguyên nhân là do Jennie không muốn lộ diện vì còn nhiều hợp đồng quảng cáo với các hãng thời trang khác như Channel, Adidas… Dù chưa một lần lên tiếng chính thức với fan về việc hẹn hò, thế nhưng Jenny và Vi luôn ngầm được xác nhận là một đôi từ lâu vì những hay hẹn hò rõ mồm một. Từ tháng 5 năm 2012, Jenny và Vi đã vướng nghi án hẹn hò khi một bức ảnh được cho là hai thần tượng này lái xe cùng nhau tại đảo Jeju bị lan truyền trên mạng xã hội. Đối với hình ảnh này, phía công ty quản lý của cả hai đều giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó khi chỉ sau vài tháng một tài khoản Twitter tên Guru Haribo đã tung loạt hình ảnh được cho là Jenny và Vi hẹn hò. Trong loạt ảnh có thể thấy rõ, Jenny và Vi vô cùng thân thiết, thường xuyên chụp hình selfie, thậm chí là đi du lịch riêng với nhau. Sau một thời gian bị công chúng chỉ trích vì không đứng ra bảo vệ gà nhà, phía công ty quản lý V BTS đã lên tiếng. Ngày 29 tháng 9, công ty quản lý của BTS khẳng định đã gửi đơn kiện những kẻ tung ác tin về BTS lên văn phòng công tố. Trong tuyên bố từ công ty quản lý BTS, có nhiều câu nhắc tới chuyện tấn công cá nhân. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng phía hai bi đang muốn nói tới vụ lộ ảnh giữa Jennie cùng Vi. Về phía hai thần tượng, cặp đôi đến nay nhiều lần lộ những hình ảnh diện vòng tay đôi, áo đôi và thậm chí là check-in chung một địa điểm mua sắm hẹn hò. Jennie vướng tin hẹn hò Vi, thế nhưng mới đây, fan bất ngờ soi ra khi Jisoo có hành động xem thưởng BTS. Theo đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại phản ứng của các thành viên Blackpink khi xem BTS trình diễn trong một sự kiện âm nhạc cách đây khá lâu. Đáng chú ý, Jisoo lại là nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất vì những hành động của cô trong đoạn clip. Cụ thể, trong khi BTS đang trình diễn vô cùng hăng say thì Jisoo liên tục cười cợt đó, Jisoo lại tìm thấy trò vui khi thả một đồ vật từ trên cao xuống bàn với tâm trạng đầy phấn khích. Nữ ca sĩ liên tục lặp lại hành động này. Mặc dù là đoạn clip cũ, thế nhưng hành động của Jisoo đã gây tranh cãi khá nhiều. Bởi từ trước đến nay, cô nàng luôn được biết đến với hình ảnh một nữ ca sĩ ngọt ngào, thân thiện với đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Thời gian gần đây, lượng anti-fan của Blackpink tăng lên đáng kể sau những ồn ào của Jennie. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến cho những khoảnh khắc không đẹp trong quá khứ lẫn hiện tại liên tục bị đào bới và chia sẻ rộng rãi lên khắp các trang mạng xã hội.